Quảng cáo nhà chở xe buýt tương tác sáng tạo của Lipton mời gọi mọi người khoe bữa trưa trước màn hình DOOH để nhận Lipton IT miễn phí. Lipton là một trong những thương hiệu trà lâu đời và lớn nhất hiện nay, được phân phối trên 150 quốc gia. Để lan tỏa hương vị của sản phẩm Lipton IT tới đông đảo người dùng hơn nữa, thương hiệu đã triển khai chiến dịch quảng cáo nhà chở xe buýt tương tác vô cùng độc đáo và thú vị vào tháng 9 năm 2023. Với mong muốn mang đến chút ánh nắng cho giờ ăn trưa của người đi đường, Lipton đã lắp đặt màn hình cảm ứng và máy đổi phiếu thường tự động tại nhà chở xe buýt ở hai thành phố lớn của Vương quốc Anh là Brighton và Liverpool, kết hợp sắc màu vàng và xanh lam. Nổi bật trên nhà chờ là hình ảnh chai Lipton IT cùng thông điệp Bring Out the Sunshine, trông thật hấp dẫn khiến người đi đường không thể không ngước nhìn. Chiến dịch OOH diễn ra vào khoảng thời gian ăn trưa, từ 12 giờ đến 15 giờ chiều. Đội ngũ của thương hiệu Lipton đã mời mọi người tham gia hoạt động của thương hiệu để nhận chai nước Lipton IT miễn phí. Cụ thể, người chơi chỉ cần đưa đồ ăn trưa của mình lên trước màn hình cảm ứng, biển quảng cáo tương tác sẽ chấm điểm và đưa ra những lời nhận xét vô cùng thú vị như Simply Amazing, This Collector Looks So Good. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi sẽ được tặng phiếu mua sản phẩm miễn phí từ biển quảng cáo tương tác. Chiến dịch của Lipton đã thu hút sự tham gia đông đảo của người đi đường, không chỉ khiến bữa trưa của họ thêm phần thú vị, mà thương hiệu còn phủ sóng hương vị của sản phẩm Lipton IT. Follow Unique OH để biết thêm nhiều thông tin thú vị về quảng cáo của chơi nha.